Đấy, thì chết rồi. May quá vẫn còn e-shop. Tưởng hết. Lâu lắm rồi không đi anh em ạ. Chiều đi. Phải hơn hơn tháng rồi. Đây bạn này. Vẫn như mọi khi. Chết rồi. Không có tình trạng. Chạy đi mua đó.
bao luôn, lộ cho anh em bao đến luôn. Lâu thì đéo đi câu nó không khoái mấy nhá nhỉ. Nó không khoái như đi liên tục. Như cầu cái cầu trong kia ông nào mới xếp lại để ngồi câu sao đúng không? Cái cầu trong cơ mà. Sao nào xếp lại cầu. Nhiều lắm, nhìn cái kiểu này dưới chắc nhiều du phi lắm. Câu đây. Bọn du phi. Trời trời. Anh em ngồi câu hơn tiếng đồng hồ. Toàn các loại rô phi này. Chán quá thì đi về. Ở đây còn cái loại thấu tháo lấy được, còn loại tôi thả đi thì nó phải đến mười mấy hai chục con. Toàn các loại hai ngón tay. Chán, thu cần đi về. Mà toàn cá tin tin à, này nó mới thả rô phi toàn là các loại bằng hai ngón tay. Sợ thật.